Người hôm nay mình cập nhật tình hình ban công nè. Đây là quán dưa chuột đúng không con? À gấu hối bên này quán gì đây á? Đây là cây chắp đúng rồi. Một bàn là gì đây? Đây là cây khoai tây. Một bàn là khoai tây nè. Gối. Gấu giới thiệu tiếp nhé. Ok. Đây nữa. Đây là tía tu. Nhà mình trồng nhiều tía tu lắm. Đây cũng là chắp. Chắp đúng rồi, một loại rau gia vị của đây Ba Lan nữa. Chua chua đây. Người Ba Lan hay nấu súp. Đây là cái khoai tây đúng rồi. Đây, đây là cây tía tô. Đây, tía tô hết. Tía tô. Tía tô. Cây gì đây? Có cây gì đây? Cái này là cây một cái dưa gì đấy, dưa chuột hay là dưa cây. Dưa gì nó mọc lên đây? Đây là cây đổ con ạ. Cây gì đây? Khoai tây. Cây gì đây? Cây tía tô. Cây gì đây? Thì là, vào hoa thì là này. Cây gì đây? Cái này cây nào? Đây thì là đây cây ớt. Đây cây gì đây? Đây cây gì đây? Đây là cây ớt không ạ? Cây dưa, đây cây dưa. Ok, đây dưa chuột này các bác đang nhìn, chỉ mọi người nhìn dưa chuột này. Wow, quả dưa chuột này to quá. Đây này. Đây là một quả nhỏ này. Bao nhiêu hoa được luôn. Đây, từ từ bà quay cho cậu. Đây cây gì đây? Đây cây gì đây? Đây cây tía tô con ạ. Đây tía tô, có vài bạc hà luôn này. Đây. Đây, quả dưa chuột to chưa? Wow. Đây, từ từ quay này. Đó. Đây, cây bơ. Cây bơ. Đây là cái kiểu củ dền này, rau củ dền. Đấy. Đây là đống cà vơm. Còn đây là cây chuối cắn này. Mà thật ra tên của nó là hoa thiên đường. Đó, đây cây đào các bạn. Đây cây đào. Ok. Bên này có cây dưa chuột mà này. Đấy, quá lúc đầu mình quay này, nhìn đẹp không? Ok. Thế cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi kênh Daily Meet in Poland nhé. Đây là cái cửa nhà mình. Cửa cầm đúng rồi. Kênh Daily Meet in Poland 8669 nha. Mọi người thích thì subscribe kênh và like ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Have a nice day. Subscribe nha.